Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị nghe bài học đức tin tựa đề Giá trị con người. Vào ngày 14 tháng 10 năm 1987, khi em Jessica McClure, 18 tháng tuổi, đang chơi với mấy trẻ em khác ở Midland, một thị trấn nhỏ của tiểu bang Texas, thì bị lọt xuống một cái giếng bơm nước của gia đình. Đường kính chỉ vào khoảng 21 cm, loại giếng nhỏ để đưa ống xuống bơm nước lên. Khi bé càng cựa quậy, bé càng bị tuột xuống bên dưới đến chỗ cách mặt đất chừng 6,50 mm thì dừng lại. Vì quá hẹp, không ai có thể xuống kéo lên được. Đội cấp cứu phải mất hết 58 tiếng rưỡi đồng hồ, hơn 2 ngày, để cứu Jessica. Tin tức này đã được thông tin trên các phương tiện đại chúng, làm cả nước Mỹ hồi hộp chờ đợi cho đến khi cuộc cấp cứu thành công. Toán cấp cứu cho dưỡng khí vào giếng để em có thể chịu đựng, rồi phải đào một cái giếng lớn, sâu hơn và song song với cái giếng đang chứa em Jessica. Xong đào vòng lên để thông với giếng ấy, một nhân viên cấp cứu đã tìm cách đẩy bé Jessica lên mặt đất một cách an toàn vào tối ngày 16 tháng 10 năm 1987. Đời người quá khốn khổ nên người đánh giá linh hồn mình là nhỏ nhoi và hèn mạt. Xong, người không biết rằng Chúa cứu thế đã yêu mến và xem trọng giá trị của người, đã hy sinh những gì Ngài có để cứu vớt người, dù người xấu hay đẹp, giàu có hay nghèo khổ, hiểu biết hay dốt nát, dù người sống tốt đẹp hay lún sâu vào con đường tội lỗi, dù người ít tội hay nhiều tội, ngoan ngoãn hay cứng lòng, Đức Chúa Trời vẫn yêu người bằng một tình yêu không dời đổi. Ngài quý trọng người vì người là một trong những đứa con Ngài đã sản sinh bằng tất cả tình yêu. Khi tội lỗi làm cho người trở nên nhơ nhớp, Ngài càng yêu người hơn. Khi chung sống với thân phận của người, Ngài càng cảm thông với những gì người đang chịu vì tội lỗi. Và nếu có một ngày Chúa phải hủy diệt người vì sự cứng cỏi và vô tính, thì Ngài vẫn rất yêu người, nhưng phải hành động mà thôi. Câu gốc suy gẫm: Chúa Giê-hô-va phán rằng, thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết. Vậy các ngươi hãy say lại mà được sống. Ê-xê-chi-ên 18:32. Amen.